Chào mọi người nhé, thì hôm nay là mình sẽ đến với một con ạc ở server 599. Thì hiện tại server 599 cũng còn khá là mới nha các bạn. Thì con ạc này là một con ạc level 27 và điều đặc biệt đó chính là nó sở hữu cho mình cây wow búa vĩnh viễn nha mọi người. Thì con ạc này hiện tại là cú mới thu ngày hôm qua và con ạc ở server 344 thì hiện tại đã có khách cọc rồi. Thành ra là level 5x ngày hôm qua xem như là đã bán nha các bạn. Còn những bạn nào mà muốn tìm mua ạc tầm trung từ độ khoảng 800 cho đến 1 triệu rưỡi ấy, thì ở bên cú còn rất là nhiều luôn. Thì các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho cú thì cú sẽ chấp nhận kết bạn các bạn nhanh hơn nha. Còn nếu như các bạn gửi yêu cầu á thì khoảng nửa tiếng, 1 tiếng thì mình mới chấp nhận được nha mọi người. Tại vì không có on thường xuyên ấy các bạn. Thì nếu như mà bạn nào cần tìm thì cứ kết bạn Zalo và tham khảo thôi. Những con ạc tầm trên thì cũng có nữa nha các bạn. Thì đa số những con ạc từ độ khoảng 800 cho đến 1 triệu rưỡi á, thì nó sẽ nằm vào khoảng từ 2x cho đến 4x. Và lực chiến của nó sẽ độ khoảng từ 90 cho đến 120k lực chiến nha các bạn. Thì khi mọi người kết bạn, các bạn tham khảo gửi ảnh, mình sẽ báo giá cụ thể cho mọi người. Sau tất cả đều liên kết Zalo nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là cú sẽ show con ạc level 27 này cho các bạn xem. Và sau khi kết thúc video, nếu như bạn nào cảm thấy ưng ý con ạc này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cú qua số điện thoại hoặc là Zalo nha. Thì nó trước những cái con ạc level 2x và có lực chiến 100k như vậy á, thì giá thành của nó cũng là 1xx rồi. Tuy nhiên đây là một con ạc ở server khá là mới. Cái quan trọng nhất là nó sở hữu cho mình là cây wow búa vĩnh viễn. Thì nếu như bạn nào nói wow búa vĩnh viễn cũng bình thường thì theo như mình nghĩ thì ok, không còn gì để nói nữa. Thì những cây búa, vũ khí mà qua búa vĩnh viễn ấy thì các bạn phải đua top nạp lúc đầu server ra hoặc là một số cái sự kiện gì đó. Nói chung là để sở hữu một cây vũ khí hot vĩnh viễn thì không có dễ ăn và cũng rất là tốn kém hơn là các bạn nạp 3 triệu vào lụm một cây búa gia hạn thì nó rất bình thường nha. Thì nói trước là để cho các có nhiều bạn không hiểu nói làm sao mà những cái con ạc nó cũng ngang lực chiến như nhau mà giá thành của nó lại trên lệch như nhau. Thì nói chung là bạn nào hiểu, thường hay mua bán thì sẽ hiểu. Còn nếu như mà bạn nào không biết thì thôi, mình cũng chịu luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào show chi tiết con ạc này cho các bạn xem nhé. Và giá thành của nó là hơn 2 triệu một xíu. Thì các bạn liên hệ trực tiếp với cú để có giá cụ thể hơn. Thì ở đây là bạn ấy đã lên được một Venus cộng 7. À, một Venus cộng 6 nha các bạn. Cũng nhầm. Ở đây là một Venus cộng 6 thôi. Và ở dưới là một cái Venus cộng 5. Và hiện tại nó đã được 3.890 điểm trên 4.096 điểm. Là nó sẽ độ khoảng 2 cái cộng 3 nữa. 2 cái Venus cộng 3 nữa thì chắc có lẽ là đủ điểm để chúng ta lên cộng 6 nha mọi người. Và bên đây là một cái hạnh phúc cộng 6 và một cái hạnh phúc cộng 5 thì cũng mới vừa lên thôi. Và chắc chắn là VIP Ares 58%. Nhẫn kim cương thì hiện tại là 277 trên 1024 điểm nha các bạn. Nhẫn kim cương cộng 4. Về phần vũ khí thì con ạc này nó khá là phèn khi mà không có super gì hết nha các bạn. Chỉ có, nhưng mà theo như cú nghĩ thì nó có cây wow búa vĩnh viễn là quá ok. Và các bạn sẽ cũng, cho dù mà các bạn có super các bạn cũng không sử dụng đâu, theo như mình biết như vậy. Thì cái này là bao các bạn xài đến game sập luôn, vẫn không hết ạc nha. Thì giác vàng hiện còn 5 ngày và lực chiến là 100k chuẩn luôn. Rồi về những cái trang vũ khí thì giờ chúng ta cũng có những cái wow bình thường thôi nha các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có cái nhẫn vàng cộng 5 luôn nha. Nhẫn này hồi lúc lên nhớ lại cái thời chơi PC ấy mọi người, phải gọi là nó cũng ai mà sở hữu được cái nhẫn này là làm mưa làm gió ấy. Tuy nhiên thì bây giờ nó hầu như là các bạn có rất là nhiều và không có sử dụng nhiều nha. Tại vì chỉ số của nhẫn kim cương khá là cao. Còn về phần thời trang thì hiện tại đang sử dụng nón quả quýt ở shop giờ vàng nha các bạn. Thì nón quả quýt này các bạn sẽ mua vào thứ 6 hàng tuần vào lúc 12 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều là nó sẽ mở ra shop giờ vàng cho các bạn mua đồ 6. Và đồ ở trong shop giờ vàng thì có một số đồ gia hạn được và một số đồ không gia hạn được nha. Ở đây thì áo chỉ số 6 và hộ giáp 72 luôn. Nói chung kết hợp như thế này nhìn cũng khá là xinh xắn nha. Mắt thì chúng ta có rất là nhiều cái loại mắt bạn ấy đã mua rồi đây. Và chúng ta có cả wow cánh tinh linh hồng vĩnh viễn luôn mọi người. Ghê nhờ. Phê nhờ. Hình như đây là cái lúc đầu mà đua top có búa ấy các bạn. Có búa vĩnh viễn ấy thì nó cho cái cánh và sau khi hết hạn thì chúng ta sẽ gia hạn được vĩnh viễn luôn. Về phần đạo cụ thì nói chung đạo cụ thì mảnh bét thì cũng bình thường thôi. Quan trọng là những cái đá giác vàng đây. Thì ở đây đá giác vàng nón chúng ta còn 2.300. Đá giác vàng vũ khí chúng ta còn 1k5 và đá giác vàng áo là chúng ta còn 1k nha. Thì đủ cho các bạn
về cài thêm thì về cách cài đá cường hóa ổ bậy, về cách cài đá giác vàng thì Cú cũng đã hướng dẫn mọi người rất là chi tiết rồi. Tiếp theo là về phần thuộc tính nha, thì hiện tại là level 27 và KF là 45%. Và chỉ số thì nói chung level 2X như thế này là đi sẵn các kiểu đồ rất là ok rồi. Ở đây thì tu luyện mát với level. Và phần ngọc thì bạn ấy sử dụng là hạt nhân, bảo kích và miễn kháng nha. Về phần bét thì hiện tại đang sử dụng cho mình là bét rồng level 62 và đột phá 6000 chuẩn luôn, là level 40. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với phần đá chúc phúc. Chúc phúc thì hiện tại là nón 8, áo 8, trợ thủ 8 và vũ khí 8 luôn. Ở đây thì Cú sẽ dung luyện lên một tí mình chơi luôn xem như thế nào nha các bạn. Nên lên luôn không ta? Được hai viên chơi luôn. Rồi, ok, tiếp tục là phần đá khảm nha mọi người. Đá khảm thì hiện tại để Cú xem là được bao nhiêu viên đá khảm 12. Được 5 viên đá khảm 12 và còn lại là full 11 nha các bạn. 5 viên 12 là cũng quá là ok rồi đấy, cũng nạp bộn đấy nha mọi người, chứ không phải đùa đâu. Tiếp tục là thần khí. Thần khí thì hiện tại là bậc 4 cấp 1 nha các bạn. Và vật tổ là, vật tổ thì có vẻ là không có cài hay sao ấy, cho nên nó cũng còn khá là thấp thôi. 15, 15 và 15. Tiếp tục là cái phần danh trại. Danh trại thì đây là một cái server 599, thành ra là Cú cũng không biết là có danh trại nào cao hơn hay chưa. Nhưng mà hiện tại thì bạn ấy đang ở trong danh trại level 6 và lên map với danh trại là level full level 30 nha. Thì khi nào mà có danh 7, 8, 9, 10 gì đó thì các bạn có thể xin vào để up lực chiến thêm. Thì chúng ta sẽ tăng được thêm rất là nhiều. Thì nói chung ạc ép cấp thì chỉ có bao nhiêu đó là quan trọng thôi. Và tiếp tục đó chính là bình ma. Bình ma thì hiện tại là chúng ta còn 98 cái búa ma nha mọi người. Thì ở đây Cú sẽ không sử dụng và để cho các bạn đợi sự kiện để mọi người sử dụng nha. Tại vì búa ma thì nói chung là các bạn kiếm và tích lũy nó cũng khá là khó. Thành ra khi mà có sự kiện sử dụng thì chúng ta hãy sử dụng rồi được thêm một mớ quà nữa thì nó sẽ ok hơn. Ở đây thì các bạn chỉ cần về cài dùm Cú, đó chính là cái Venus lên cộng 6 nữa là nhìn xinh hẳn ra nha mọi người. Ở đây hết rồi, thì bây giờ là Cú sẽ mở một số cái món đồ nè. Không biết là bữa thì con ạng này hiện tại thì Cú mới bán ngày hôm qua cho một bạn, hồi tối hôm qua cho một bạn khách, và sáng hôm nay thì bạn ấy bán ngược lại cho Cú để lấy một con hạt xịn sò hơn. Thì xem như là Cú hiện tại đang thu rồi. Thì con ạng này Cú nhắc lại là liên kết Zalo và nó nằm ở server 599 và giá thành của nó là hơn 2 triệu một xíu. Thì nếu như bạn nào mua thì liên hệ trực tiếp với Cú qua số điện thoại hoặc là Zalo hay là cả Facebook thì nó không được an toàn, cho nên là mọi người nên là gọi trực tiếp hoặc là có thể kết bạn Zalo với Cú nha. Thì trong thời gian này Cú sẽ mở những cái đá quà cho các bạn xem để xem là chúng ta có may mắn để nhận được đá 10 hay không. Wow, được một viên 7 ấy mọi người. Tiếp tục là đá vàng. Nói chung con ạng như thế này có giá 2XX là rất là hợp lý và rất là đẹp luôn. Level 27, sở hữu búa vĩnh viễn và kèm theo đó là hạng 25 của server. Đây là một cái server mới, thành ra là mọi người đừng đem nó so sánh với những con 5X hay là 7X nha. Nếu như mà các bạn đem tầm giá này so với 5X, 7X thì Cú sẵn sàng show cho các bạn xem những con 5X, 7X có tầm giá như thế này nó sẽ ra như thế nào. Tại vì có nhiều bạn ấy mình cũng không có trách được, tại họ không có mua bán nhiều. Và cái thứ hai là họ chưa phân biệt được ép cấp và nó sẽ có giá từng giai đoạn và đồ đạc server, vũ khí các kiểu nó đều khác nhau hết. Chứ không phải là ví dụ như con 27 này 100k lực chiến và cái con 27 kia cũng 100k lực chiến, mà tại sao con kia chỉ 1 triệu mấy mà con này lên đến 2 triệu mấy. Thì cái thứ quan trọng nhất là đồ của nó, con kia không có vũ khí hot, nó chỉ có những cái super bình thường. Còn con này là nằm ở server mới và nó sở hữu cho mình là cây wow búa vĩnh viễn. Thì nó sẽ giá hoàn toàn trên lệch nhau nha mọi người. Thành ra là nhiều khi có bạn hỏi mình level đó, lực chiến đó thì giá tầm bao nhiêu thì mình xin lỗi là mình không định giá được. Có ảnh đồ đầy đủ ấy thì mới được nha các bạn, mình mới biết được và cho các bạn nằm trong cái phạm vi là thí dụ từ 500 đến 1 triệu hay là từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, chứ mình cũng không biết giá chuẩn. Và đặc biệt một cái là Cú rất ít khi nào mà định giá giùm, tại vì rất là kiểu như là rất là phiền đến chủ ạc. Nhiều khi chủ ạc cũng là người quen, các bạn hỏi giá thì cái giá mà Cú đưa ra là giá thu hay là giá bán hợp lý gì đó, nhưng mà đối với người kia thì nó rất là ức chế các kiểu này kia, dễ bị gây quát. Thành ra là Cú rất
Cô rất ít khi nào mà định giá cho mọi người ạt lắm, là lý do là như vậy nhá. Thì nếu như mà các bạn nào mà có hỏi mình mà mình vô tình không trả lời ấy, thì các bạn cũng thông cảm giùm Cú về vấn đề đó nha. Toàn rồi, gớt rồi. Thì bây giờ Cú xin chào tất cả mọi người và hẹn các bạn ở video sau. Và nếu như mà bạn nào cần tìm ạt quên rồi nha, cần tìm ạt tầm trung thì từ 800 cho đến 1,5 triệu, hay là từ 4-5 triệu gì đó. Nói chung là có rất là nhiều ạt. Hiện tại thì Cú giao hơn mười mấy ạt ở bên Zalo ấy. Thì các bạn có thể kết bạn Zalo với Cú. Còn nếu như bạn nào gấp thì gọi trực tiếp cho Cú qua số điện thoại duy nhất ở phần mô tả luôn giùm mình. Và ngày hôm nay thì có móc nạp luôn. Video mà tiêu xu hay là nạp móc thì nếu như mà chủ ạt đồng ý thì Cú sẽ làm một cái video vào ngày mai mình up sau nha các bạn. Tại vì có nhiều bạn nạp nhưng mà họ không có muốn là lộ thông tin này kia các kiểu. Thành ra là bây giờ những cái kèo mà nạp móc mua bán Cú ít khi nào mà up lên Zalo với Facebook lắm nha các bạn. Thì nếu như mà ai biết đến mình, tin tưởng thì các bạn ủng hộ Cú rất là cảm ơn. Thì xin chào tất cả mọi người và chúc các bạn là có những ngày cuối tuần chơi game vui vẻ và may mắn nha. Xin chào các bạn.